Vâng, nhiều tiền thì không nói làm gì, nhưng mà các bác nhà mình có tầm vừa tiền mà tài chính mà hơn 400 triệu thì em nói thật các bác trải nghiệm con Audi Q5 này thì nếu mà trong cái tầm tiền đó thì có thể gọi là nó là vô địch thiên hạ luôn các bác. Vì sao em lại nói là vô địch thiên hạ? Vì thứ nhất là con Audi này động cơ là có 2.0 turbo, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Đó, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và cái thứ hai nó là dẫn động 4 bánh 2 cầu các bác ạ. Đấy. Và cái thứ ba là nó là đi số tự động, là hộp số là 8 cấp rồi này. Đấy, và phanh tay điện tử này. Đó, phanh tay điện tử này. Và nữa nha các bác nhá, con này nó có một cái mà nó khác biệt hoàn toàn so với lại những chiếc xe cùng đời. Các bác có biết là gì không ạ? Đó là độ mới, độ đẹp các bác nhé. Vâng, thì chiếc xe này của em thì nó là một chiếc xe Audi Q5 sản xuất 2012 các bác nhé. Sản xuất 2012. Con này thì cũng một chủ từ đầu này các bác này. Và con này nó mới lắm các bác nhé. Bác nào mà thích xe đẹp thì các bác hãy theo dõi clip này của em. Audi thì hiện tại em có chiếc xe 2012 này, và em mới về một chiếc 2014 nữa các bác nhé. 2014. Con này thì là hộp số là đã là 8 cấp rồi các bác nhé. Một chiếc xe rất đẹp. Em cho các bác xem này. Bác chủ cẩn thận như nào từ cái dàn lốp đây. Các bác nhìn đây, mới thay này các bác này. Dàn lốp này dày bịch này các bác nhé. Dày bịch luôn, vào một dàn luôn chứ không phải là một quả hay là hai quả đâu các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Rồi. Các bác nhìn này. Hai quả nha các bác nhá. Bên này nha, đây các bác nhìn này. Đấy, dấu chấm sơn vẫn còn này. Đây là lốp mới thay nha các bác nhá. Lốp mới thay đây, dày bịch đây các bác nhá. Sang bên này nữa nhá. Em cho các bác xem này. Đi mua xe cũ mà gặp được những chiếc xe như mà bác chủ cẩn thận như này thì sướng lắm các bác nhá. Đây, dầu rìa này, phun tùm lum ra này, lốp dày bịch này. Các bác nhá. Đây. Các bác nhá. Đấy, vành bánh này. Sơn xước rất đẹp các bác nhá. Chấm sơn của cái mới này các bác này. Đó. Bên này nữa các bác nhá. Đây. Đấy, cũng chấm sơn tiếp này. Đấy, có nghĩa là bốn quả này là mới thay, là một dàn luôn các bác nhá. Đây. Các bác này, bốn quả, đấy, một dàn luôn. Đấy, một dàn. Em cho các bác xem cái máy này. Giá trị ở cái này nữa này các bác này. Bác nào mà thích Audi Q5 thì em nói thật các bác là con này thì các bác nhìn là các bác mê luôn. Đấy. Cái thứ hai nhá, em cho các bác xem này, một chủ từ đầu rồi này. Nhưng tiếp theo này các bác nhìn này. Một chiếc xe này, các bác nhìn này. Tem này. Đấy, tem này. Và con này là bản này là đây này. Có cả cái ở cảnh báo ở bên táp ly này. Các bác nhìn cái lớp sơn nó mới chưa? Mới không các bác? Nội thất này. Nội thất kem này, mới tinh luôn. Các bác nhá. Tiếp theo là các bác nhìn này. Các bác có thấy chiếc xe Audi nào các bác đã được xem những chiếc xe Audi nào mà có cái loa bang này chưa ạ? Đấy, loa bang các bác nhé. Loa bang là một cái loa mà rất cao cấp của Audi, mà chỉ những cái bản mà được đặt thêm mới có các bác nhé. Đây thì con này của em này. Đây, loa bang này. Đây nữa này, cũng loa bang nhé các bác nhé. Đó. Cái loa này là một cái loa mà rất là xịn sò và đắt tiền của Audi các bác ạ. Đấy, một loa bang hết các bác nhé. Củ số các bác nhìn này, mới chưa? Mới tinh này. Đấy, củ số này, da này, củ số này, đèn lỏ start top, phanh tay điện tử này. Đấy, đây các bác nhìn này, mới chưa? Vô lăng này. Đấy, vô lăng này đẹp không ạ? Có đẹp không các bác? Có mới không các bác? Ấy, xe cũ mà em nói thật các bác là kiếm được những chiếc xe như này thì rất là khó trên thị trường các bác nhá. Đấy, rất là khó luôn. Đây các bác nhìn này, da ghế này có mới không các bác? Nó có một cái nội thất vô cùng là đẹp luôn các bác ạ. Tất cả mọi cái nội thất rất là mới luôn, nội thất kem. Đấy. Nội thất kem vô cùng mới luôn các bác nhé. Đây. Vâng, con này 485 triệu bác ơi. Đây, các bác nhìn này. Vâng ạ. Đây, nội thất này các bác nhìn này, rất là mới các bác nhé. Một dàn loa bang. Loa bang này các bác này. Đây, con này là được lắp hết là những cái thảm trải sàn, trải yết hết rồi các bác nhé. Thế đây. Đây, các bác nhìn này.
nhé, zin nguyên bản các bác nhé. Bọc lại thì em bảo các bác là bọc lại, nhưng mà zin em sẽ bảo các bác là zin các bác nhé. Ghế này của em là ghế zin nguyên bản. Đây các bác nhìn này, tất cả những chi tiết tiểu tiết nhỏ nhất nó đều thể hiện là một chiếc xe rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Từ cái nước sơn luôn, đây các bác nhìn này, nước sơn này bóng nhoáng luôn các bác nhé, bóng nhoáng luôn đó, bóng nhoáng luôn. Bên này cũng thế, đây các bác nhìn này, bóng nhoáng luôn. À, một chiếc xe mà phải nói là bác chủ nhân đi rất là giữ gìn, cẩn thận từ những cái nhỏ, từ những cái lốp cái lát. Đấy, các bác lắm bác là đi lốp mòn hết rồi còn không thay. Đấy, đây là bác cái thay là thay một dàn luôn. Đấy là những người mà biết yêu, biết chơi xe các bác ạ. Đấy là những người biết chơi xe, đã thay là phải thay một dàn các bác ạ. Thế là về cái đó là các bác là đã được hưởng lợi rồi các bác nhé. Cái đó là cái là các bác được hưởng lợi rồi. Đấy, tất cả các chi tiết của em nó, từ cái phần nỉ, mọi cái nó đều còn rất là mới và đẹp luôn. Vâng, bây giờ thì khấu hao hết rồi các bác ạ, khấu hao hết rồi. Đấy, các cái chi tiết bên trong nó mới này, và nó cái xe nó không có hơi các bác nhé. Các bác lên một cái xe mà người ta đi chủ, người ta đi giữ gìn, người ta đi cẩn thận, người ta sạch sẽ thì các bác lên cái xe nó sẽ không có bị hơi. Lắm xe sang là các bác đi lên là rất là hơi, nhưng chiếc xe là của em, các bác lên nó rất là thơm luôn, rất là thơm luôn. Đây các bác nhìn này, các bác nhìn này, loà rất là nhiều đúng không ạ, loà rất là nhiều luôn các bác nhé, loà cực kỳ nhiều luôn, xung quanh xe luôn. Nên bảo vì sao mà âm thanh nó hay nên là nó là vậy các bác ạ. Đây, cho các bác xem cái nội thất này nữa này. Nói chung là về cái phần nội thất mấy cái phần máy móc con này thì nó rất là đẹp các bác nhé. Nhìn cái nước sơn nó rất sướng, tê người luôn này các bác này. Đây, nước sơn này của nó này. Đây, các bác nhìn này, nước sơn này nó mới như thế này mà các bác. Đây, nó mới như thế này mà. Đấy, đây các bác nhìn này. Đây, nội thất này, nội thất rất mới luôn các bác nhé. Đây, hiếm có một chiếc xe nào mà đời này mà còn đẹp như này lắm các bác ạ. Và em bán xe thì em lại rất thích các bác là hãy xem những chiếc xe khác rồi đến xem xe của em sau các bác ạ, để các bác thấy được, so sánh được cái xe nó đẹp như thế nào các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, cái xe này nó bóng lừ luôn các bác nhé, bóng lừ luôn. Đây, bóng lừ luôn. Đây, cái nước sơn này các bác này, các chi tiết này. Đây, các bác nhìn này, ghế này rất là mới các bác nhé, ghế này, ghế zin nguyên bản các bác nhé, ghế zin nguyên bản rất là mới luôn. Đây, các bác nhìn này, cái này em sẽ vệ sinh đi một chút là nó sẽ sạch các bác nhá. Đây các bác này, một dàn loa ba, vần gỗ vần điếc này, củ số này, các lốt các phím này đều rất là đẹp này các bác nhá. Các bác nhìn cái chân này nó mới sướng rồi này, cái trần này nó sáng choang như mới luôn này, sáng choang như mới luôn. Đây các bác nhìn này, đây, cái nước sơn của nó này nó bóng lư luôn các bác nhá, nước sơn nó rất là đẹp luôn các bác. Con này cái màu lâu titan nhìn nó rất là sang và sạch, lâu titan nó cái màu này nhìn nó rất là sang luôn các bác, sang cực kỳ luôn, lâu ánh nhìn nó rất là sâu. Đây các bác nhìn này. Đấy, Audi Q5 mà kiếm được một chiếc xe mà nó đẹp này thì thật sự các bác là nó là hiếm có, khó tìm luôn. Các bác nào mà thích Q5, các bác chơi con này thì nó là không có gì phải nghĩ rồi các bác nhé. Con xe nó rất là đẹp các bác ạ. Đây các bác nhìn này, ghế này, ghế nội thất nó đều rất là mới luôn. Đấy, cái nước sơn của nó này các bác nhìn này, nước sơn này. Em khẳng định luôn mà bác nào mà đã từng chơi Audi rồi mà nhìn thấy chiếc xe Audi này của em M212, các bác nhìn thấy cái máy này
mà nhìn thấy cái chất xe, chất máy này của em chắc các bác không trầm trồ, không ngất thì hơi phí các bác ạ. Này, các bác nhìn của nó này, cái xe của nó này, rằng nước này, ốc át này, này nó bóng loáng luôn các bác nhé, bóng loáng rất là mới luôn. Đây, các bác nhìn này, củ phanh ABS này sáng choang luôn các bác nhé, sáng choang luôn. Và đây các bác nhìn đây, tất cả các chi tiết này, đấy, đèn đóm này, mọi cái này, rằng nước này, đấy, ốc át này, à các bác nhìn này, đấy, nó mới như thế này mà. Đây, từ các cái đai này, đấy, từ các cái ly lông, à từ các cái phần lỉ bên trong này, đấy, phần trên cabo này, lỉ cabo này, à, các bác nhìn này, đấy, nó hoàn hảo luôn các bác nhé. Một chiếc xe mà đời 2012 nhưng mà đây bác chủ đi rất là giữ gìn các bác ạ, rất là giữ gìn. Các bác nhìn đây, cái máy đây của nó đây, đấy, các chi tiết đây nó sáng choang luôn, rất là mới các bác nhá. Đây sáng choang luôn này các bác nhìn này, đấy, sáng choang luôn các bác nhá. Đấy, và các cái chi tiết cơ khí của nó đều rất là đẹp, từ các cái con ốc đây các bác nhìn này, từ các con ốc này của nó này, nó đều rất là đẹp và máy nó rất là sáng các bác nhá. Đây máy nó rất là sáng và tươi này các bác nhìn này, đó đây các bác nhìn này, đấy, rất là sáng luôn. Đấy, từ các cái phần số máy, tất cả các cái đây bên trong đây, các bác nhìn này, bên trong từ các cái đai của nó đây, đấy, nó đều rất là đẹp luôn. Này các bác nhìn này, này cái đai của nó này, đấy, hiếm có một chiếc xe nào mở cái đời này mở nó lại còn đẹp như này các bác nhé. Cái xe nó rất là đẹp và mới luôn. Đấy, cái xe cũ thì kiếm được một chiếc xe mà cái đời này mà nó còn đẹp như này thì rất là hiếm các bác ạ, rất là hiếm. Đấy, riêng Audi con này cổ, từ cái cổ bô của nó đều rất là sáng luôn, ốc ác nó đều rất là đẹp, đèn đón mọi cái, các cái chi tiết của nó đây các bác nhìn này, sáng quắc luôn các bác nhé, sáng quắc luôn, từ cái mặt cản ca lăng rồi tất cả các cái. Bác nào mà thích Audi Q5 thì các bác chơi con này rất là vừa tiền. Đấy, rất là vừa tiền các bác ạ. Con này của em thì em đang chào bán cho bác nhà mình là 485 triệu. Bác nào quan tâm yêu thích thì alo cho em. Đấy, alo cho em các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Một chiếc xe từ cái thân vỏ rồi ngoại thất, nội thất. Đấy, bác chủ giữ rất là đẹp và đều các bác ạ. Đây, các bác nhìn này. Các bác bảo bây giờ tầm tiền mà hơn 400 triệu thì các bác chơi con này thì nó rất là hợp lý rồi các bác ạ. Đấy, vừa là gầm cao, vừa là 2.0 turbo, vừa là hai cầu dẫn động 4 bánh, form dáng thì đẹp, hộp số 8 cấp, phanh tay điện tử, cháu chào bác. Phanh tay điện tử đấy, công nghệ thì nhiều, nội thất thì mới các bác ạ. Đấy, nội thất thì mới, rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, của khôn nó hiện ra mặt các bác nhé. Các bác nhìn này, sáng choang như mới luôn. Thì bác lốp một dàn lốp mới. Thì bác nào mà quan tâm yêu thích thì alo cho em theo số hotline 0833 119999 các bác nhé. Các bác thích thì alo cho em, em chốt cho các bác cái mức giá mà yêu thương để anh em mình giao lưu các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em các bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.